Xin kính chào tất cả quý vị anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của trang mua bán xe hơi. Em là Đức Hoàng đến từ showroom ô tô HHD Xe Auto có địa chỉ 106 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày hôm nay thì em xin phép được lên sóng cũng như là chào bán đến tất cả quý vị anh chị một trong những cái mẫu xe có thể nói là ngon bổ rẻ của phân khúc hạng C đang có mặt tại thị trường Việt Nam. Đó là chiếc Ford Focus phiên bản Gen Hatchback năm 2017. Chiếc xe của em một chủ từ đầu và chạy được 46.000 km, màu trắng, nội thất màu ghi. Chiếc xe đã được nâng cấp khá là nhiều đồ chơi. Vậy thì ngày hôm nay em sẽ xin phép được lên sóng cũng như là trải nghiệm nhanh và đánh giá, báo giá đến quý vị anh chị, những người đang tìm cho mình một cái mẫu xe có thể nói là trong phân khúc hạng C mà tầm giá chưa tới 500 triệu nha các bác nhé. Về phần đầu xe thì các bác có thể thấy là Focus thì có một cái lối thiết kế nó khá là đơn điệu, nó không có gì là quá là cầu kỳ cả. Hệ thống đèn pha thì được gia chủ trước nâng cấp lên là hệ thống đèn pha bi xenon rồi, nhìn trông rất là đẹp nhé các bác nhé. Đấy, nhìn trông như là hai cái con mắt, nhìn trông rất là có hồn luôn. Dàn lốp của chiếc xe thì vẫn là dàn lốp nguyên bản, lốp Michelin nhé các bác nhé. Đấy, rất là đẹp, màu trắng. Bên em đã spa vệ sinh lại qua một chút rồi, nhìn trông nó sạch sẽ và bóng bẩy hơn rất nhiều. Bản thân thì chiếc xe cũng còn rất là mới. Chiếc xe đây, lốp zin theo xe luôn các bác nhé. Sản xuất tuần thứ 06 năm 2017. Toàn bộ là dàn lốp Michelin nguyên zin nguyên bản theo xe. Đấy, rất là mới luôn các bác ạ. Màu trắng. Phiên bản hatchback thì nhìn trông nó trẻ trung, năng động và có gì đó nhìn trông nó rất là thời thượng các bác ạ. Đấy. Khoang cốp của Ford Focus phiên bản hatchback thì nó rộng rãi hơn. Xe được trang bị cảm biến lùi rồi nhé các bác nhé. Bốn mắt cảm biến lùi này. Đấy. Khoang cốp thì rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Có thể để được khá là nhiều đấy, khoảng 4 cho đến 5 cái vali cho những chuyến đi đường dài. Các cái phần keo chỉ mọi thứ nguyên bản của nó vẫn là nguyên zin nha các bác nhé. Để được đánh giá thì chiếc xe này sơn zin nó còn đến gần 90% đấy các bác ạ. Bởi vì khi em mua thì nó chỉ có một xước sát nhẹ ở bên ngoài một chút thôi. Bên em có đánh bóng được cũng như là vệ sinh lại thôi. Còn rất là mới, các cái thảm để chân để chiếc này còn chưa dùng các bác này. Đấy, lốp sơ cua này, nguyên zin, chưa dùng một lần nào. Thật sự rất là mới luôn đấy ạ. Về tính năng option của phiên bản Gen này thì nó không có gì là đặc biệt, nó không có gì nhiều. Tuy nhiên để đánh giá một chiếc xe Ford thì Focus thì nó chạy, cái tính năng vận hành của nó mới là cái điều mà chúng ta đáng cần nói. Sử dụng động cơ 1.5 EcoBoost sản sinh ra cho công suất lên đến 188 mã lực nha các bác nhé. Rất là khỏe là một, mà hai là độ đầm chắc và cách âm chống ồn của chiếc xe này thì cực kỳ tuyệt vời. Thân vỏ chắc chắn. Đấy, cửa đóng nó rất là chắc chắn luôn các bác ạ. Đấy, hàng ghế thứ hai ngồi cực kỳ rộng rãi và thoải mái luôn các bác ạ. Đấy, em cứ lướt một vòng xung quanh xe, sau đó là chúng ta sẽ đi vào đến từng chi tiết một nhé các bác nhé. Hôm nay thì thời tiết Hà Nội quá là đẹp rồi, khô ráo không mưa. Em Hoàng rất thích bỏ xe ra ngoài trời quay, nhưng còn quay ở trong showroom thật sự là nó hơi bị tối. Là một, mà hai là cái ánh sáng của đèn tuýp nó không thể nào mà đẹp bằng ánh sáng của tự nhiên được. Nhiều khi nó lại là, có khi là lại là thành xấu cái xe đi. Đây, ghế lái này các bác này. Đấy, ghế lái được bọc da, bọc riếc hết rồi. Ghế da rồi. Các cái phần táp lô, táp bi của chiếc xe này còn rất là mới. Thật sự là có một điều mà em đánh giá là nội thất của chiếc Ford này nó không có cái gì nhiều, là bởi vì sờ động thấy nhựa các bác ạ, toàn là nhựa hết rồi. Thế cho nên là nó cũng chẳng bao giờ nó hỏng được. Càng nhiều da thì nó lại càng nhanh hỏng. Đây, ở chiếc xe của em là đâu nhỉ? Ấn vào đâu để đây. Đây, chiếc xe đã chạy được 47.780 km nha các bác nhá. Đấy, đây, vô lăng zin của nó này các bác này. Nhìn nó vẫn còn nguyên phấn đấy các bác ạ. Nó rất là mới. Và nói thật sự là để nói về tính chất nồi đồng cối đá thì Ford nó cực kỳ là bền các bác ạ. Cái vô lăng này để mà bật được ấy thì cái xe nó phải chạy nó rơi tầm khoảng mười mấy vạn rồi. Bởi vì đây nó không phải là vô lăng khâu da các bác. Đây là vô lăng toàn bộ là cao su cứng. Thế cho nên là khi mà để mà chạy cái vô lăng của một con Ford mà nó đã bị bật ra rồi thì chứng tỏ là cái xe đấy nó chạy cực kỳ nhiều luôn đấy ạ. Đây, cần số của chiếc xe này các bác này. Đấy, còn mới như này cơ mà. Các cái chi tiết ví dụ như chẳng hạn như cái phần nhựa đen này của nó còn rất là mới, gần như chưa có vết xước sát gì đâu ạ.
gia chủ trước thì cũng đã được nâng cấp lên cái màn hình Android rồi. Đấy, màn hình Android này. Đấy, có thể điều chỉnh xem kênh YouTube, YouTube thoải mái luôn ở đây. Đấy, có thể là bật xem em Hoàng luôn ở trên này cũng được. Màn hình này là màn hình nâng cấp nha các bác nhé. Ngoài ra thì em thấy về option thì cũng không có cái quá gì nhiều. Điều hòa thì vẫn điều hòa cơ, chìa khóa cơ. Đấy, đèn thì chưa có đèn tự động vì là phiên bản trên mà các bác. Nhưng mà nếu nói về giá trị cốt lõi thì chiếc xe này là một chiếc xe chúng ta đáng để đi. Tại sao vậy? Bởi vì nó thật sự nó nằm ngoài sự mong đợi của những người nào mà đang có tầm tiền đó. Và nếu nói về trong phân khúc hạng C thì nó lại là chiếc xe mà mạnh nhất và chạy sướng nhất. Ví von nó hơi không quá lời, nhưng mà Ford Focus thì có thể được đánh giá là như một chiếc Mercedes 200 của Ford ấy. Chạy nó rất là đầm chắc. Đấy. Đây, tất cả mọi thứ bên em đều có vệ sinh lại thôi. Đây là những cái phần này là vệ sinh lại thôi này. Đấy, các cái chi tiết ví dụ như là các cái phần ốc tai xe này, ốc nắp cabo này, keo chỉ, mọi thứ nguyên bản nha các bác nhá. Bên em về chỉ có vệ sinh qua thôi. Những cái phần này thì vệ sinh kỹ hơn, spa kỹ hơn thì nó sẽ sạch hơn. Nó là màu trắng mà. Đấy, tất cả là nguyên zin các bác ạ. Từ những cái chi tiết nhỏ nhất. Các cái phần ốc chân máy này. Đấy, ốc phía dưới này. Từ những chi tiết nhỏ, ví dụ chẳng hạn như là ốc của cái phần máy phát này. Đấy, phần cái tản nhiệt này. Động cơ Ford EcoBoost 1.5. Một trong những cái công nghệ động cơ mà mình phải nói là nó rất là tuyệt vời của Ford. Thân thiện môi trường, rồi là tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra thì đối với những cái đời này thì nó đã sử dụng hộp số Select Shift rồi, cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm là không còn có cái hiện tượng lỗi hộp số như cái đời Ford đời trước. Ok, và vừa rồi thì em Hoàng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn cái mẫu xe Ford Focus 2017 phiên bản hatchback. Chiếc xe một chủ từ đầu, biển thành phố, hồ sơ đã rút cầm tay. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 498 triệu đồng. Có hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe trong thời gian tối đa là 5 cho đến 6 năm nhé quý vị và các bạn nhé. Về chất lượng xe, bên em cấp hợp đồng bảo hành là chất lượng bao gồm 5 tiêu chí. Một là xe không bị đâm đụng tai nạn. Hai là không ngấm nước thủy kích. Ba là động cơ hộp số của xe nguyên bản. Thứ tư là số km nguyên bản theo xe. Và thứ năm là hồ sơ pháp lý của xe là minh bạch. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì kính mong quý vị, anh chị có thể vui lòng liên hệ với em Đức Hoàng theo số hotline là 097-209-9992. Kết bạn qua Zalo và Facebook cũng theo số điện thoại trên để em Hoàng có được cơ hội được tư vấn trực tiếp, cũng như là hỗ trợ 24/24 cho tất cả quý vị anh chị nhé. Một lần nữa em Hoàng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi clip của em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.